Chào mừng quý vị, quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Luxury Car Hải Dương. Có địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Quý vị có thể kết nối hoặc gọi điện vào hai số 0828 066 166 và số 0978 607 555. Tại đây quý vị có thể được mua bán trao đổi tất cả những chiếc xe đã qua sử dụng của nhiều thương hiệu, đều có cam kết bảo hành không tai nạn, không ngập nước, giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Và quay vào chủ đề chính ngày hôm nay thì salon nhà em lại vừa về thêm một mẫu xe mới nữa, 5 chỗ ngồi gầm cao. Đây là chiếc Mazda CX-5. Chiếc xe này sản xuất 2015, phiên bản động cơ 2.0. Xe còn rất đẹp, biển Hải Dương. Cả nội thất và ngoại thất chiếc xe này đều màu đen. Và đặc biệt nữa là chiếc xe này mới đi được có 6.8 thôi. Xe còn rất đẹp. Ghế lái chỉnh điện, đương nhiên là tất cả keo chỉ nguyên zin rồi. Máy móc, máy số chưa từng được đại tu, máy số zin hết. Mazda CX-5 động cơ 2.0 tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 9 lít xăng, 9 đến 10 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp. Chiếc xe này công chức sử dụng rất giữ gìn và rất là đẹp. Đăng kiểm song hành cùng bảo trì đến đường bộ đến tháng 3 năm 2021 hết hạn. Option của trên xe này cũng rất là nhiều. Vô lăng tích hợp rất nhiều các nút điều chỉnh này. Đề nổ thông minh, màn hình cam lùi, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa sổ trời. Hiện tại chiếc xe này em đang chào bán mức giá là 625 triệu, hỗ trợ banh 60% giá trị xe. Mazda CX-5 là một chiếc xe SUV gầm cao 5 chỗ, với cái nội thất bên trong khá là rộng và đi cùng phân khúc với lại Hyundai Tucson. Đây, khoang hành lý rất rộng, hai bô. Trang bị 4 mắt cảm biến sau. Một dàn lốp vừa mới thay luôn, còn rất mới, đi kèm với một bộ la 4 quả la răng còn rất là sáng bóng. Động cơ 2.0 đang hoạt động rồi ạ. Chất lượng xe còn rất là đẹp. Máy nổ êm ru. Nếu quý vị, quý chị nào có nhu cầu muốn mua chiếc xe này hoặc là muốn trao đổi những chiếc xe mình đang sử dụng thì vui lòng về đúng địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hoặc gọi cho em theo hai số 0828 066 166 và số 0978 607 555. Em nhắc lại một lần nữa, chiếc xe này là Mazda CX-5 sản xuất 2015, bản động cơ 2.0 và có mức giá đang được chào bán là 625 triệu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những clip lần sau.